Ủa ba xe vô hết trơn rồi mà. Muốn mua gì, muốn mua cái nước đi, cặp nước được rồi. Lên phía trên ngồi chấp nè. Dưới đây quý vị ơi, à.
lên không được ai ấy ngồi đây đợi nha. Bên đó đi, đi bên đó đi. Này gọi là bà chúa của vít đây hả? Bà chúa hả? Cái rụng đất trên rồi ta. Đẹp quá. Rồi mình đứng nguyên một dãy để mình chụp nguyên đoạn làm kỷ niệm luôn. Đó, sang năm mình xuống là ở đây là hoàn thành luôn á. Đây nè, đang mát nè. Phan đứng sẵn là chừng nào lỗ khẩu trang là chụp liền. Thôi lại lại đi, người ta xúm người lại người không. Lại đi, người đi lại người không. Thank you.
Rồi đứng đây luôn, đứng giải đây đi. Rồi mình chụp. Này tên gốc nó là Sala nhưng mà tên Phật học nó là Ngọc Kỳ Lân. Rồi họ đang ở trong chùa Hưng Thiện, tức là chùa Lâm Bình Hải đi ra nhé. Này vô luôn. Này này. Đây, vô đây, vô đây, vô đây. Đây nè. Chỗ nào thử chỗ đó luôn. Để đi lại dài dài đi. Chỗ nào thử tại đó luôn. Để tại chỗ luôn, không còn nữa. Quá trời đông. Nè. Hả? Không anh thử. Nè, cắt. Rồi thử bánh đi. Thử cái này vừa ý. Ăn quá. Cái này lá dứa hả?
Ăn đại đi. Ao gì phò phò. Thank you.
cây đấy rồi. Ai nữa vậy hả? À, qua phía đây đi thẳng lên đây. Hai, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID đang diễn ra, cái tên ở đây rộng nè, bước lên này đây rộng nè. Lên trên này xin trên còn rộng nè. Lên trên này rộng. Ta đâu? Trang trang lại cái đường đi đó đó. Mình xá qua ngâm mình đi qua bên kia mình ra luôn. Không ạ, ra là tới cổng thôi. Qua đây nè, qua đây sáng rồi mình đi bọc ra đó mình ra luôn. Đi bên đó đi, đi bên đó đi, đi bên đó đi, đi bên đó đi. Qua hầm. Rồi mình đi qua bên đó luôn, đi bên đó đi. Đi qua đây luôn, đi qua đây luôn. Đi qua đây luôn. Sáng qua hầm luôn, sáng rồi đi qua đó. Đi qua đó đi qua đó luôn. Đây này là đây trống nè, đây, đây. Mở cái vỏ sau lưng nữa nha. Alo, rồi đọc con ra chuẩn bị nghe thiếu.